25 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn. Không chỉ có ngoại hình thu hút, cô được nhiều người yêu mến và hâm mộ bởi tài năng và lối sống. Sở hữu bộ sưu tập huy chương đáng giá mà bất kỳ vận động viên nào cũng đều mơ ước. Cô là gương mặt vàng của đội tuyển Taekwondo quyền Việt Nam. Với phong thái của một người học võ, luôn điềm đạm và khiêm tốn trước những thành công, chắc chắn cô gái này sẽ còn tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thể thao là cuộc sống do Ban Thể dục Thể thao Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và những hình ảnh trong đoạn phóng sự ngắn vừa rồi cũng không quá khó để quý vị nhận ra nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay. Đó chính là cô gái vàng của đội tuyển Taekwondo quyền quốc gia và cũng được mọi người gọi là hot girl của làng thể thao Việt Nam. Xin được giới thiệu nữ võ sĩ Châu Tuyết Vân. Xin chào khán giả. Vân hiện tại là vận động viên Taekwondo quyền quốc gia và hiện tại là sinh viên của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nói thật là lần nào mà Hạnh Dung gặp Vân thì lúc nào cũng thấy Vân càng ngày càng trẻ ra và càng ngày càng xinh đẹp hơn. Thì nếu như mà chỉ nhìn vào cái vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu như thế này thì không ai có thể nghĩ rằng Vân là một võ sĩ đã có kinh nghiệm gần 20 năm, Vân phải không? Đến nay thì tính theo thời gian Vân tập thì hiện tại Vân đã tập đến được 18 năm. Con đường Taekwondo nó gắn bó với Vân giống như là Taekwondo giống như là một cuộc sống, là niềm đam mê để Vân có mục đích phấn đấu. Vân là một cô gái có vóc dáng rất là nhỏ nhắn và lại còn xinh xắn như thế này nữa. Vậy thì sao mình lại chọn nghiệp võ nhỉ? Bởi vì đối với lại tất cả mọi người, đa phần thì đều cho rằng võ thuật là một môn thể thao rất là mạnh mẽ và vốn dành cho nam giới. Lúc đầu thì gia đình cho Vân theo tập cũng chỉ vì sức khỏe. Sau đó thì trong một cái lớp võ đó rất là nhiều bạn trẻ và nhiều bạn nhỏ cỡ lứa tuổi mình. Vân cảm thấy giống như là mình được vui chơi, được thoải mái. Nhưng sau đó càng tập thì lại cảm thấy mình càng thích thú với bộ môn này hơn. Và cái niềm đam mê trong mình càng ngày càng lớn và nó đã gắn bó với Vân đến bây giờ. Nhưng mà mê như vậy Vân không sợ đau hả? Không sợ xấu hả? Lúc đầu thì cũng sợ, nhưng mà niềm đam mê trong mình nó quá lớn đi. Nên Vân cảm thấy Vân chỉ muốn cố gắng hết sức và tập cứ không nghĩ đến là sẽ xấu hay là gì hết. Chỉ phấn đấu để thi đấu thật tốt. Rồi từ lúc mà Vân bắt đầu tập môn võ ở trong trường như vậy cho đến khi mà bạn quyết định theo cái con đường thể thao chuyên nghiệp thì là trong khoảng thời gian bao lâu? Suốt 18 năm thì Vân được đi thi đấu từ giải quận cho đến giải thành phố và ra tới giải toàn quốc. Cứ thi đấu suốt, lúc đó Vân cũng tập đối kháng và song song cũng tập quyền. Nhưng mà mãi đến năm 2009 thì lần đầu tiên chịu tập đội tuyển quốc gia, là lúc đó Vân bắt đầu con đường sự nghiệp chuyên nghiệp của mình, và Vân thi đấu giải vô địch thế giới tại Ai Cập. Như vậy thì khi mà bạn chọn cái con đường chuyên nghiệp như vậy thì gia đình của bạn có ý kiến như thế nào? Có ai theo nghiệp võ không? Trong gia đình Vân thì không có ai theo nghiệp võ hết. Nhưng mà mọi người vẫn luôn ủng hộ và động viên Vân mỗi lúc mà gặp khó khăn. Hiện tại thì Vân chỉ mới 25 tuổi thôi, và cùng với các đồng đội của mình thì Châu Tuyết Vân đã đạt được rất là nhiều danh hiệu mà bất cứ vận động viên nào cũng mơ ước là mình sẽ sở hữu được những tấm huy chương vàng như Vân. Có thể kể ra như là những tấm huy chương vàng vô địch thế giới, huy chương vàng châu Á, huy chương vàng vô địch Đông Nam Á. Vậy thì Vân có nghĩ rằng là mình đã rất may mắn khi theo cái con đường Taekwondo quyền? Bởi vì chúng ta biết là Taekwondo quyền thì cũng chỉ mới bắt đầu phát triển mạnh ở Việt Nam trong thời gian gần đây thôi. Điều mà Vân có thể khẳng định bây giờ đó là Vân hoàn toàn đúng đắn khi lựa chọn con đường quyền Taekwondo này để làm sự nghiệp của mình. Vân cảm thấy mình rất là may mắn vì lựa chọn đúng đắn và rất là may mắn vì luôn có thầy quan tâm và luôn theo dõi, luôn có những người chị em tốt, những đồng đội tốt. Thì nhờ những cái đồng đội đó, nhờ tinh thần đồng đội đó thì Vân mới có được ngày hôm nay. Nhưng mà không chỉ may mắn, đâu chỉ may mắn mà bạn có được những cái danh hiệu, vị trí như bây giờ. Bạn là
một trong những võ sĩ mạnh của thế giới, đặc biệt là ở nội dung quyền nữ ba người, và thống trị cái nội dung này trong nhiều năm liền như vậy? May mắn là một phần, nhưng mà trước hết là cần phải có sự may mắn. Bên cạnh đó thì sự cố gắng, sự nỗ lực từng ngày, có nhiều lúc Vân cũng cảm thấy mình mệt mỏi lắm, nhưng mà cứ nghĩ đến gia đình, rồi bên cạnh đó thì còn có những đồng đội, ba chị em lúc nào cũng tập trung với nhau, có khi còn những lúc đi tập huấn thì cùng nhau nấu ăn, riết rồi thành một cái giống như sự hòa quyện đó, nó gắn kết lại với nhau, thì nhờ một phần đó mà đồng đội có thể chiến thắng được. Và trên cái chặng đường thành công đó thì không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt đã phải rơi trên sàn tập, rồi ngay cả sàn đấu nữa. Bởi vì quý vị biết không, nhìn Vân nhỏ nhắn xinh xắn cũng như là chia sẻ từ nãy đến giờ rất là kiên định trong cái con đường mình đã chọn như vậy, thì thật ra thì Vân cũng là một cô gái rất là mít ước. Bởi vì đối với cá nhân Hạnh Dung thì Hạnh Dung đã từng hai lần chứng kiến Vân rớt nước mắt, đó là ở kỳ SEA Games ở Lào năm 2009. Khi đó thì Vân đã khóc bởi vì ấm ức chúng ta đã vụt mất cái tấm huy chương vàng, rất là tiếc nuối. Và gần đây nhất đó chính là kỳ SEA Games năm 2015 ở Singapore, thì ngược lại đó là những giọt nước mắt rất là hạnh phúc khi mà chúng ta đã thi lại cái vòng chung kết đến hai lần thì mới có thể đạt được cái số điểm cũng như là cái chiếc huy chương vàng rất là thuyết phục như vậy. Vậy thì đối với Vân chắc chắn đó sẽ là những kỷ niệm không bao giờ quên, đúng không? Những phải nói là đó là một cái kỷ niệm là một cái dấu ấn trong cuộc đời sự nghiệp taekwondo của Vân. Cảm xúc lúc đó là vui buồn lẫn lộn. Tự nhiên cái thấy điểm của đội Thái Lan cao hơn, thì lúc đó trong người mình cảm giác là tại sao mình lại có thể, mình thi đã cố gắng hết sức mà tại sao điểm của đội Thái Lan lại cao hơn. Lúc đó Vân không thể nào nhịn được khóc, tự nhiên bật khóc lên, xong rồi lại nghe tin là một vị giám khảo bên đó chấm sai vì máy có sự cố. Xong rồi chính thầy Dương Ngọc Để là người chạy ra mới kêu Vân, rồi kêu hai em cùng lại nói ôm, lúc đó là đang động viên, đang khóc rất nhiều. Xong thầy nói là mấy đứa vào chuẩn bị thi lại vòng 2, thì lúc đó là chỉ nghĩ là không còn gì để mất nữa rồi, phải thi hết sức của mình, phải thể hiện hết khả năng của mình, bây giờ là lần cơ hội cuối cùng, và đồng đội cũng cuối cùng cũng đã giành được chiến thắng, thì niềm vui lúc đó lại dâng trào lên. Nhưng mà có lẽ chưa bao giờ trong cái sự nghiệp vận động viên của bạn mà bạn phải thi cái vòng chung kết đến hai lần, đúng dạ không? Dạ vâng, chưa bao giờ. Và trong giới phóng viên thể thao với nhau, đối với cái trường hợp mà Vân vừa kể thì cũng hay nói vui là để mà có được cái huy chương vàng SEA Games còn khó hơn huy chương vàng thế giới nữa. Vâng, và chính những cái điều đó đã làm cho bạn khi mà mỗi lần bước ra trên sàn đấu như vậy là phải càng quyết tâm hơn, càng thể hiện mình nhiều hơn. Và vậy thì nhìn lại những cái con đường cũng như là những cái niềm đam mê của mình, thì bạn có hài lòng với những gì mình đã làm được? Hiện tại thì Vân cảm thấy rất là hài lòng, nhưng mà cái sự hài lòng đó vẫn chưa đủ. Vân còn muốn phải mình còn phải nỗ lực nhiều hơn, vì còn nhiều cái để mình phấn đấu hơn, vì gia đình, vì sự nghiệp, và tất cả chưa gì là hoàn hảo cả. Như vậy thì bạn thử tự đánh giá mình xem mình có cái điểm nào chưa hoàn hảo. Điểm chưa hoàn hảo thì có thể là trong những lúc tập luyện đôi khi cũng có sự mệt mỏi, là đôi lúc cũng có lười một tí, lúc nhiều khi thi đấu thì thầy cứ mắng suốt, thầy nói là lúc thi phải tập trung, rồi cũng đôi lúc cũng lơ là. Những cái điều đó thì chắc chắn là ai cũng sẽ làm được thôi, một quan trọng là chúng ta biết thay đổi mình ở những cái thời điểm thích hợp, đúng không Vân? Và lúc này thì Hạnh Dung xin mời Châu Tuyết Vân cũng như là quý vị khán giả hãy cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Mỗi
Mới 25 tuổi, nhưng Châu Tuyết Vân đã có gần 18 năm gắn bó với Taekwondo. Từ năm 2009 đến nay, cô là thành viên của đội tuyển Taekwondo quyền Việt Nam. Với bản thành tích xuất sắc, 3 tấm huy chương vàng ở giải vô địch thế giới năm 2010, 2011, 2013, 1 huy chương vàng giải châu Á năm 2012, huy chương vàng giải Taekwondo quân sự thế giới năm 2012 và 2 tấm huy chương vàng SEA Games 2013 và 2015. Thành tích trên là hết sức thuyết phục, cộng với lối sống chuẩn mực đã giúp Tuyết Vân được bình chọn là một trong 10 công dân trẻ tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Đặc biệt, tấm huy chương vàng SEA Games 2015 tại Singapore vừa qua là tấm huy chương vàng để lại nhiều ấn tượng nhất với Châu Tuyết Vân cùng đồng đội khi lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games phải thi chung kết bài Taekwondo quyền đồng đội nữ đến 2 lần. Tuy chịu nhiều áp lực, nhưng Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thụy Xuân Linh đã thi đấu và thể hiện bài thi xuất sắc, giành được số điểm cao nhất, hoàn toàn xứng đáng từ những người đoạt huy chương bạc trở thành người đứng ở vị trí cao nhất với tấm huy chương vàng. Chặng đường nào để đi đến đích cũng có nhiều chông gai. Để đạt được thành công và giữ vững thành tích đó càng khó khăn gấp nhiều lần. Nhưng với tài năng, sự bản lĩnh cũng như niềm đam mê mãnh liệt dành cho Taekwondo, chắc chắn dù nhiều chông gai, nhiều trở ngại đến đâu, Châu Tuyết Vân cùng các đồng đội sẽ vẫn luôn vượt qua. Chúng ta đã vừa theo dõi những hình ảnh thành công của vận động viên Châu Tuyết Vân cùng với những đồng đội của mình. Vậy thì Vân này, như chúng ta đã nói ở phần đầu của chương trình thì cái nội dung quyền nữ ba người thì Việt Nam chúng ta đang là thống trị ở nội dung này trên thế giới. Và cứ mỗi lần ba bạn bước ra thì đều thể hiện cái sự tự tin trên nét mặt. Nhưng mà ngược lại, đó có phải là một cái áp lực lớn khiến cho bạn phải tự vượt qua bản thân mình trong mỗi lần bước ra cái sàn đấu đó? Vân vẫn luôn tự dặn lòng mình là vô địch đã khó, mà giữ được chức vô địch càng khó hơn. Khi mà giành được chiếc huy chương vàng lần đầu tiên tại UCB thì lúc đó Vân nghĩ mình chỉ là may mắn thôi. Vô cùng may mắn luôn mới được cái huy chương vàng đó. Xong rồi đến lúc đó về thì cứ nghĩ là mình chưa đủ, chưa thể nào mà có khả năng đó. Xong cứ về tập, ba chị em cứ tập với nhau suốt để tự, rồi có khi cũng phải tự nâng bản thân mình lên để hoàn thiện cho cái đồng đội mình càng ngày càng mạnh lên. Xong sau đó thì đến năm 2011 vẫn tiếp tục huy chương vàng. Thì điều đó khẳng định là đồng đội vẫn may mắn và có sự kết hợp chặt chẽ với nhau. Bên sau đó thì vẫn cứ tiếp tục và giữ vững được cái ngôi vị đó. Như vậy thì hiện giờ là Vân giữ bao nhiêu cái tấm huy chương vàng thế giới rồi? Nếu tính đến thời điểm hiện nay thì Vân có sở hữu được 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương bạc. Như vậy thì trong 7 cái tấm huy chương vàng thế giới đó thì đối với Vân, cái tấm huy chương nào được xem là đáng nhớ nhất? Như Vân đã nói thì đó là huy chương vàng lần đầu tiên Vân đạt tại Uzbekistan. Đó là lần đầu tiên mà đồng đội đạt được huy chương vàng. Ba chị em cứ nghĩ là lúc mà huy chương vàng rồi không nghĩ là mình được huy chương vàng. Xong sau đó thì ôm nhau mà khóc, xong rồi tưng bừng. Nhưng mà ngược lại thì cái chấm huy chương vàng nào bạn cho là nó khó khăn nhất ngoài cái kỷ niệm lần đầu tiên đó? Tấm huy chương vàng khó khăn nhất đó là gần đây, năm 2014 tại Mexico. Tại vì các nước nó đều có sự đầu tư mạnh lên thì càng ngày nó sẽ càng khó hơn và mình càng phải tập trung nhiều hơn, nên
2015 Vân nghĩ hoặc là 2016 thì cái huy chương đó cũng sẽ càng khó hơn. Như vậy thì bạn nói là các nước đã bắt đầu đầu tư nhiều vào cái nội dung quyền như vậy, thì với những cái con đường còn lại phía trước của mình thì Vân dự định là sẽ vượt qua những cái rào cản của bản thân mình cũng như là vượt qua những cái sự tiến bộ không ngừng của các đối thủ bạn như thế nào? Vân sẽ cố gắng tập luyện vì con đường mà để chinh phục được vinh quang đó là chỉ có tập luyện thôi. Vân sẽ dành thời gian nhiều hơn để hoàn thiện của mình và tập thêm những cái đã tốt rồi và tập nhiều hơn những cái chưa tốt. Như vậy thì ngoài Taekwondo ra thì Hạnh Dung còn được biết bạn đang là sinh viên của trường Đại học Tôn Đức Thắng nữa. Thì ở trường Tôn Đức Thắng bạn theo học ngành gì? Vân học đúng chuyên ngành của mình, đó là ngành quản lý thể thao. Chuyên ngành đó thì Vân học nhờ nó mà Vân biết được thêm những cái điều lệ, những cái luật cũng như là điền kinh, bóng chuyền và giúp được cho mình học thêm được những cái tổ chức sự kiện vân vân. Nhưng mà cái việc mà tổ chức sắp xếp cái quỹ thời gian của mình nó có quá khó khăn đối với một vận động viên phải liên tục tập huấn cũng như là đi thi đấu như bạn không? Vân rất là may mắn vì trường đã luôn tạo điều kiện để Vân có thể vừa học vừa tập. Đôi khi là mình sẽ khi mình chấp nhận con đường này thì mình sẽ học lâu hơn các bạn một chút, sẽ học lâu hơn vì vẫn phải thi đấu và vẫn phải học. Là một người con gái xinh xắn như thế này thì chắc chắn là không thể thiếu cái sở thích làm đẹp đúng không? Hạnh Dung thấy là Châu Tuyết Vân có rất là nhiều cái tấm hình đẹp như là những cô người mẫu vậy. Thì bạn có cái sở thích gì khác ngoài Taekwondo? Vân cũng thích, rất là thích chụp ảnh. Tại vì nhưng mà thời gian mà rảnh nhất mới có thể được đi chụp ảnh, xong sau đó lại phải vào tập rồi vào học. Đôi khi thời gian mà để dẫn hai em đi xem phim còn ít rồi. Bạn thích được chụp hay là thích chụp? Thích được chụp ạ. Thích được chụp. Anh Dung nghĩ là cô gái nào thì cũng sẽ thích được chụp và có những bức ảnh rất là đẹp như vậy. Châu Tuyết Vân thì là một vận động viên phải nói là có cái lượng fan hâm mộ rất là đông đảo và họ đã ngưỡng mộ tài năng của Châu Tuyết Vân. Cũng như là cái tinh thần hay là cái vẻ ngoài xinh xắn của bạn. Vậy thì chắc mọi người cũng rất là nóng lòng muốn biết là một ngày của Châu Tuyết Vân ở trong đời thường khi không có Taekwondo sẽ là như thế nào. Thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Tuy theo nghiệp võ, nhưng với nội dung biểu diễn Taekwondo quyền đòi hỏi vận động viên cần có ngoại hình đẹp, nên Châu Tuyết Vân là cô gái rất ưa thích chăm sóc sắc đẹp cho mình. Dù bước ra thảm đấu hay trong cuộc sống đời thường, Vân đều ý thức phải có vẻ bề ngoài thật chỉnh chu. Đó cũng là cách cô tôn trọng môn thể thao mà mình đang theo đuổi và tôn trọng những ai tiếp xúc và cả hâm mộ tài năng của mình. 25 tuổi, khi không phải tập luyện và thi đấu, cô gái trẻ cũng có sở thích như bao bạn bè đồng trang lứa khác, thích đi dạo phố, uống cà phê hay mua sắm cùng với người thân. Ngoài ra, Châu Tuyết Vân còn đang theo học năm 3 trường Đại học Tôn Đức Thắng chuyên ngành quản lý thể thao, chuyên ngành cô yêu thích và có nhiều dự định cho tương lai sau khi giã từ sự nghiệp. Có lẽ quý vị khán giả đã nhìn thấy hình ảnh rất quen thuộc của Châu Tuyết Vân trong trang phục võ hay trong những bộ cánh thời trang thường ngày, nhưng ít ai được nhìn ngắm sự dịu dàng, giản dị, trong sáng của Châu Tuyết Vân trong trang phục áo dài trên giảng đường đại học. Đối với cô, dù việc thi đấu có bận rộn đến đâu, thậm chí có giai đoạn cô phải bảo lưu kết quả học tập của cả năm để đi tập huấn và thi đấu, nhưng cô sẽ không bao giờ từ bỏ việc học. Bởi Vân không muốn mình chỉ dừng lại ở vai trò một vận động viên mà con mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của thể thao Việt Nam qua những gì mà cô đang theo học trên ghế nhà trường. Phải nói thật là khi mà nhìn Vân thi đấu ở trên sàn thi đấu thì Hạnh Dung đã thích rồi, nhưng mà nhìn những hình ảnh rất là đời thường như vậy thì lại càng thích hơn nữa. Vậy thì nếu như mà được hình dung ra một Châu Tuyết Vân không có Taekwondo thì sẽ là một Châu Tuyết Vân như thế nào?
Vẫn là một cô sinh viên, vẫn cáp sách đến trường và bên cạnh đó thì vẫn phụ giúp ba mẹ. Nhắc đến cái chặng đường, cũng như là nhìn lại cái chặng đường mà mình đã qua, thì có cái điều gì khiến bạn tiếc nuối mà mình vẫn chưa thể hoàn thành không? Điều mà Vân tiếc nuối nhất đó là Vân vẫn chưa thấy mình tiếc nuối điều gì, vì lúc nào cũng nghĩ là mình đã cố gắng hết sức để làm tốt cái đó. Đó cũng là một tinh thần rất là đáng quý của những người trẻ như bạn, đúng không? Khi mà mình đã làm cái gì đó hết sức của mình thì cho dù có không đạt được một cái thành quả mà mình như ý thì cũng có thể là hài lòng với những gì mà mình đã dốc sức. Vậy thì đối với bạn, thể thao đã đem lại những cái điều gì tốt đẹp cho bạn? Thể thao bây giờ xem như là một phần cuộc sống của Vân, đã dạy cho Vân rất là nhiều điều, cho Vân biết được niềm vui, nỗi buồn, lẫn cả những cái tinh thần cao thượng, phen lay, vân vân. Nó là một phần cuộc sống không thể thiếu. Được biết thì hiện tại thì cô em gái của Tuyết Vân thì cũng đang theo cái nghề của chị, tức là cũng đang tập taekwondo rồi cũng đi thi đấu giải và cũng có thành tích, đúng không? Dạ. Vậy thì đây có phải là người mà Vân đặt tất cả những cái niềm tin, những cái mong mỏi của mình vào tương lai của em không? Vâng, hiện tại thì em chỉ mới 10 tuổi thôi. Bé Tuyết Sang vẫn phải đi học, vẫn phải đi tập, thì cái thời gian tập nó sẽ không tập trung nhiều, nhưng mà mỗi khi vào tập thì Vân cũng sẽ cố gắng tập thêm cho em nó, để Vân đã dồn hết sức cho Tuyết Sang. Như vậy thì ngoài niềm tin đặt vào Tuyết Sang thì Vân còn có những cái kế hoạch hay là những cái ước mơ gì cho tương lai của mình? Bây giờ điều mà Vân mong muốn nhất đó là Vân có thể vẫn tiếp tục tập luyện và tham dự ASEAN 2018 tại Indonesia. Xong sau đó rồi mới tính tiếp tới chuyện có bạn trai hoặc là lập gia đình. Tức là bây giờ thì vẫn chưa nghĩ đến những cái chuyện cá nhân, đúng không nào? Và Hạnh Dung nghĩ là đây là một thông tin rất là thú vị dành cho tất cả những ai đang hâm mộ Châu Tuyết Vân. Và một lần nữa thì xin cảm ơn Châu Tuyết Vân đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình Thể thao là cuộc sống trong chương trình tuần này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.